Đây là ngoại hình của em Rende trước khi đến với đài Kênh Sài Gòn Pop, và đây là ngoại hình của em Rende sau khi đến với đài Kênh Sài Gòn Pop. Mọi người muốn biết em nó lột xác như thế nào á thì cùng coi clip với mình nhé. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi là mình chuẩn bị bước sang năm mới rồi nè. Thì hôm nay shop em vừa nhận được một em Rende đời 2018 của một chị đẹp, xe ô đô đã 60.000 cây rồi nè. Thì hôm nay chị đẹp đem xe qua shop mình là muốn vịt hóa thiên nga là cho em này một màu rực rỡ để chị đón năm mới. Thì ok, chị có một màu rực rỡ em chuẩn bị sẵn cho chị luôn, đúng như màu cạc quẹt của chị luôn. Vừa có màu rực rỡ riêng mà lại không sợ bị mấy anh hỏi thăm luôn nha mọi người ơi. Anh em thợ mở cái dàn áo ra, tôi nhìn cái sườn mà tôi muốn xỉu luôn anh em ơi. Cái sườn màu đen mà giờ thành màu bạc trắng luôn anh em. Mở xong bộ dàn áo thì đem bộ dàn áo đi vệ sinh rửa ráy thật là sạch sẽ nè, chuẩn bị là mình lên cái màu mới nha mọi người. Trước khi dán thì shop em luôn vệ sinh từ trong ra ngoài, từ dàn áo nè cho đến xe anh chị em nè, phải là thật là sạch sẽ, sau đó shop em mới quá lên cái màu mới nha. Thì màu hôm nay chị khách chọn nó chính là màu xanh tím titan nha mọi người. Cạc quẹt của chị khách là màu xanh nè, thì mình đi lên cái màu xanh tím này là không bị thay đổi cạc quẹt xe nha mọi người. Đây là dòng đề can cao cấp chuyển sắc theo góc nhìn, dán lên xe sử dụng được từ 3 đến 5 năm nè, bảo hành bung chóc mía keo cho anh chị em là lên đến 12 tháng. Shop em dán cho anh chị em là bảo đảm cho anh chị em là như sơn, không chấp giá và nối mí liền lạc một miếng luôn. Phần áo sơn đã được quá một cái màu mới rồi, còn phần nhựa nhám á thì nó bị chày với bị bay màu rất là nhiều rồi. Thì bây giờ phải làm sao đây anh chị em, cứ yên tâm, tại đài Kênh Sài Gòn Pop thì có dòng keo đen nhám như zin nè, khi anh chị dán lên là nhựa nhám của anh chị là như mới luôn nha, bảo đảm là như mới luôn, không khác gì mua mới luôn á nha. Thì sau vài giờ anh em thợ của bên shop em đã hoàn thành được bộ áo này rồi, thì anh chị em có thể thấy là vô nguyên miếng như sơn nè. Cái phần yếm là rất là khó luôn, nhưng mà anh em thợ bên shop em vẫn bảo đảm là như sơn cho anh chị em luôn nha. Cũng chảy gọi thì bây giờ em sẽ đem xe ra em rửa chi tiết từ trong ra ngoài nè. Rửa xong là anh chị em có một chiếc xe mới như là dắt hẳn luôn á nha. À, bây giờ anh chị em nào đang có dự định làm đẹp cuối năm để chuẩn bị đón năm mới á thì cứ nhanh tay click vào dưới góc trái màn hình, shop em sẽ tư vấn về màu và giá cho tất cả anh chị em luôn nha. Em nào là thấy clip này hay á thì cho em xin một tim nè và một comment nha mọi người. À, bây giờ mà anh chị em xem Rende vịt hóa thiên nga tại đài Kênh Sài Gòn Pop nó sẽ đẹp như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. My name makes it a bunch of